Về tới giấc mơ rồi. Hôm nay ngày thường cho nên là có vẻ như bà con cũng không biết mấy. Xe bắt đầu có những xe dẹp đường, bây giờ mới xuất hiện quý vị này. Hôm nay ngày 25 tháng 4 à. Những năm trước thì 30 tháng 4 thì xe đẹp và xe đua qua đây ngày 30 tháng 4 để về Sài Gòn. Còn năm nay xe đua đi từ thành phố Lâm Đồng, từ tỉnh Lâm Đồng về Bảo Lộc, với thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng đi về Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày thường cho nên bà con cũng đi làm và bà con cũng không biết là xe đua về đây mấy, cho nên ít người đi xem cái gì này. Đây quý vị, những đoàn xe dẹp đường chính bây giờ mới xuất hiện quý vị này. Khánh thấy trên trực tiếp thì tới đầu dốc đài Đức Mẹ 83 ngay chỗ trung tâm hành lang đường nơi cuối ấy, cách đây khoảng 5 cây số thì bắt đầu mới xuất hiện những đoàn xe dẹp đường này, không có dẹp sớm như những năm trước. Rồi, từ xa đã thấy xe đạp rồi. Bấm giờ ấy gì đó anh? Bấm giờ hay gì đấy? Ờ, xe Honda quý vị này, thấy đà giữa luôn này. Dừng lại đi, cháu dừng lại đi. Đây là cống đầu tiên. Đoàn xe đi sau rất là nhiều này. Mấy ngày nay thì nắng nóng lắm, cho nên là sức đua thì của các cái vận động viên thì chắc cũng giảm nhiều ấy. Thấy có một đoàn thôi. Những chiếc xe tải có thể đi theo. Ồ, quý vị thấy pha đường ghê chưa này. Quý vị có thể thấy đường lại bà con lại đi lại tự do bình thường rồi, tại vì hai nhóm cách nhau cũng xa.
bắt đầu cái này thì thấy những chiếc xe dẹp đường ở xa xa rồi. Quý vị thấy xe phóng nhanh và những cái xe kia thì vẫn đi qua đường không về, kẻ nhanh lắm, bà con vẫn qua đường. Đoàn xe đua đang cách đây mấy trăm mét quý vị này, bắt đầu bước qua địa phận dưới đây ấy. Đông lắm quý vị ạ. Đông vô cùng luôn. Đẹp quý vị ơi, một đoàn đua đẹp quá này. Dài. Còn nữa không quý vị ạ? Và tốp thứ hai vừa qua rồi, không biết có tốp thứ ba không. Bây giờ thì bà con có thể coi trực tiếp trên mạng ấy, cũng nắm được tình hình xe đi tới đâu nhiều. Mọi người đang thắc mắc không biết còn tốp nào nữa không, có lẽ như cũng hết rồi. Chiếc máy cày ra giữa đường quý vị này, ba ghề quý vị này. Chắc có lẽ là hết rồi, quý vị đã thấy một chiếc xe máy cày vừa ra đường ghê lắm. Bà con nghĩ chắc là hết rồi, có hai tốp. Quý vị ạ, vậy là quý vị vừa xem đoàn đua đi qua Gia Kiệm đấy. Năm nay thì đi vào ngày thường, ngày thứ năm, ngày 25.
và về thẳng thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương ấy, không có ngang qua, không có đi về Sài Gòn ngay mà sẽ đi vòng về phía miền Tây. Cho nên là người ra kia đoạn này đón chào nhiều người đi làm, rồi nhiều người không biết trước ấy, không đông lắm, nhưng mà đoàn xe chạy đẹp có cái gì nhỉ. Và ngược lại mình thấy cảnh bà con đi qua ra đi vào qua đường thế, giờ lúc mà xe đua đến thấy nguy hiểm lắm. Em cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác và quý anh chị em đã xem phim nha. Em xin các phim ở đây.